Các học sinh mến, trong video hôm nay chúng ta cùng học môn toán 6 sách kết nối tri thức. Trong bài hôm nay các em tham khảo đề thi giữa học kỳ 1 trường Trung học cơ sở Thạch Bàn Hà Nội năm học 2023-2024. Để nhận được những hỗ trợ tốt nhất từ kênh Thành Đô Vlog về môn toán 6, các em có thể tham gia nhóm Zalo toán 6 sách kết nối tri thức bằng cách là mở Zalo, bấm quét mã QR trên màn hình hoặc là tham gia theo đường link được đặt ở phần mô tả của video. Các em nhớ xin phép phụ huynh trước khi bấm tham gia nha. Phần 1 trắc nghiệm khách quan. Hãy chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất rồi ghi vào bài làm. Ở đây đối với mỗi bài các em nên bấm tạm dừng video, các em làm bài trước ra giấy nháp. Sau khi làm xong các em bấm tiếp tục video và tham khảo nha. Câu 1. Tập hợp A, các số tự nhiên chẵn và nhỏ hơn 10 được viết là A, B, C hay là D. Rồi, trước hết là các em viết ra giấy nháp tập hợp A, các số tự nhiên chẵn và nhỏ hơn 10. À, tự nhiên chẵn thì bắt đầu từ 0, 2, 4, 6, 8. Nhỏ hơn 10 thì các em không lấy 10, chúng ta chỉ lấy đến 8 thôi. Rồi so sánh thì chúng ta thấy đáp án phù hợp ở đây chính là đáp án C. Câu 2, cho tập hợp B gồm các số tự nhiên x sao cho x lớn hơn 8, nhỏ hơn hoặc bằng 12, khẳng định sai là A, B, C hay là D. À, các em chọn là khẳng định sai. Trước hết là các em viết tập hợp B theo cách liệt kê các phần tử. Tập hợp B gồm các số tự nhiên x sao cho x lớn hơn 8, nhỏ hơn hoặc bằng 12. Lớn hơn 8 thì các em không lấy 8, các em lấy 9, 10, 11. Nhỏ hơn hoặc bằng, như vậy các em lấy cả 12 nha. Nhỏ hơn hoặc bằng 12 thì các em lấy cả 12. Nếu mà nhỏ hơn 12 thì các em không lấy 12. Ở đây hoặc bằng, bằng thì các em lấy cả 12. A, 9 thuộc B. A, 9 thuộc B là đúng rồi. B, 12 không thuộc B. 12 không thuộc B là sai. 12 có thuộc B. C, 10 thuộc B. 10 thuộc B là đúng rồi. D, 7 không thuộc B. À, 7 không thuộc B cũng là đúng. Vậy, khẳng định sai chính là đáp án B. Câu 3, tập hợp mà các chữ cái trong từ hình học là A, B, C hay là D. Rồi trước hết là các em liệt kê ra các phần tử của tập hợp M. Các em nhớ là tập hợp M các chữ cái trong từ hình học thì mỗi chữ cái các em chỉ được liệt kê một lần và các em liệt kê theo thứ tự tùy ý. Ví dụ chữ H các em liệt kê rồi thì thôi, không được liệt kê lại. Chữ Y, chữ N, chữ H liệt kê rồi các em không liệt kê lại nha. Chữ O và chữ C. Các em có thể liệt kê theo thứ tự tùy ý. Ví dụ, các em có thể liệt kê là O trước, đến N, đến H, đến C, rồi mới đến Y. Được chưa? Nhưng nhớ là mỗi chữ cái các em chỉ được liệt kê một lần. Như vậy đáp án đúng ở đây chính là đáp án C. Câu 4, chọn đáp án đúng A, B, C hay là D. A mũ 0 bằng 0 là sai. A mũ 0 bằng 1. A mũ 1 bằng 1 là sai. A mũ 1 bằng A. 1 mũ A bằng A là sai. 1 mũ A bằng 1. A mũ 1 bằng A là đúng. Các em chọn đáp án D. Câu 5, kết quả phép tính 5 mũ 10 chia cho 5 mũ 7 viết dưới dạng lũy thừa là A, B, C hay là D. Để biết đáp án nào là đáp án đúng thì các em thực hiện phép tính này thôi. Chia hai lũy thừa cùng cơ số, giữ nguyên cơ số, lấy số mũ trừ đi nhau. Được chưa? Lấy số mũ của số bị chia trừ đi số mũ của số chia. Như vậy là bằng 5 mũ 10 trừ 7. 10 trừ 7 bằng 3, kết quả bằng 5 mũ 3. 5 mũ 3 thì các em chọn đáp án B.
Câu 6, điền dấu sao để số 1, 3, 2 sao chia hết cho cả 3 và 9. À, chia hết cho cả 3 và 9. Rồi, các em nhớ là số chia hết cho 3 thì tổng các chữ số của nó phải chia hết cho 3. Số chia hết cho 9 thì tổng các chữ số của nó phải chia hết cho 9. Như vậy, trước hết là các em phải tính tổng các chữ số của cái số này. Là 1 cộng 3 cộng 2 cộng sao. 1 cộng 3 cộng 2 bằng 6, 6 cộng sao. 6 cộng sao phải chia hết cho 3 và 9. Được chưa? Rồi, nếu đáp án là sao bằng 2 thì ta có 6 cộng 2 bằng 8. 8 không chia hết cho 3, ta loại. Nếu sao bằng 5, 6 cộng 5 bằng 11. 11 không chia hết cho 3, ta loại. Rồi, nếu sao bằng 3, 6 cộng 3 bằng 9. 9 chia hết cho cả 3 và 9. Vậy các em chọn đáp án C. Trường hợp D là sao bằng 4. 6 cộng sao. 6 cộng 4 bằng 10. 10 không chia hết cho 3. Trường hợp D chúng ta cũng loại. Vậy đáp án đúng ở đây chính là đáp án C. Câu 7. Số nào sau đây không là bội của 12? À, không là bội của 12 thì số đó không chia hết cho 12. Đáp án A, 24. 24 có chia hết cho 12 không? À, có. Không có chia hết cho 12 không? Có. 12 có chia hết cho 12 không? À, có. 1 có chia hết cho 12 không? Không. Như vậy, số 1 không chia hết cho 12 thì số 1 không là bội của 12. Các em chọn đáp án C. Câu 8. Cho M bằng 75 cộng 120 cộng với X. Với giá trị nào của X thì M chia hết cho 3? À, chúng ta có 75 cộng 120 cộng X. Trong đó 75 nó chia hết cho 3 rồi. Bởi vì 7 cộng 5 bằng 12. 12 chia hết cho 3. Cho nên 75 chia hết cho 3. 120 nó cũng chia hết cho 3. Bởi vì 1 cộng 2 cộng 0 bằng 3. 3 chia hết cho 3, cho nên 120 nó chia hết cho 3. Tổng của 3 số mà có 2 số hạng chia hết cho 3. Vậy để cái tổng này chia hết cho 3, để M chia hết cho 3, thì cái số hạng còn lại là X phải chia hết cho 3. Như vậy trong các đáp án này, các em phải chọn ra cái số nó chia hết cho 3. 17 thì không chia hết cho 3 rồi. 1 cộng 7 bằng 8, 8 không chia hết cho 3. 5 cộng 0 bằng 5, 5 không chia hết cho 3, cho nên 50 không chia hết cho 3. 3 cộng 3 bằng 6, 6 chia hết cho 3, cho nên 33 chia hết cho 3. Các em chọn đáp án C. 1 cộng 6 bằng 7, 7 không chia hết cho 3, cho nên 16 không chia hết cho 3. Ở đây các em chọn đáp án C. Câu 9, trong các số này thì số nào chia hết cho cả 2 và 5? A, B, C hay là D? Các em nhớ số chia hết cho cả 2 và 5 thì số đó phải có tận cùng là 0. À, tận cùng là 0 là đáp án B, đúng không? Chia hết cho cả 2 và 5 thì phải có tận cùng là 0. Các em chọn đáp án B. Câu 10, kết quả của phép tính này là A, B, C hay là D? Rồi, muốn biết kết quả của phép tính này là bao nhiêu thì các em tính thôi. Rồi, các em nhớ là với các biểu thức không có dấu ngoặc thì chúng ta thực hiện theo thứ tự là lũy thừa đến nhân chia rồi mới đến cộng trừ. Tức là các em tính 5 mũ 2 trước, 3 mũ 2 trước, 1001 mũ 0 trước. 5 mũ 2 bằng 25, 3 mũ 2 bằng 9, 1001 mũ 0 thì bằng 1, 4 x 25 bằng 100, 6 x 9 bằng 54, 100 trừ 54 thì bằng 46, 46 cộng 1 bằng 47. 47 các em chọn đáp án D. Rồi, câu 11, mỗi viên gạch hoa hình vuông có cạnh là 20 cm, chu vi hình vuông ghép bởi 4 viên gạch hoa như hình vẽ dưới đây là A, B, C hay là D? À, muốn tính chu vi của cái hình vuông lớn này thì trước hết là các em phải tính cạnh của nó đã. Cạnh của nó thì bằng cạnh của hình vuông bé nhân với 2, 20 x 2 bằng 40 cm.
Cạnh của hình vuông lớn là 20 x 2 bằng 40 cm. Vậy chu vi của hình vuông lớn là, để tính chu vi của hình vuông thì các em lấy cạnh nhân 4. Lấy 40 x 4 bằng 160 cm, và các em chọn đáp án A. Câu 12, diện tích hình thoi có kích thước hai đường chéo là 12 cm, 16 cm là A, B, C hay là D? Rồi các em nhớ lại công thức tính diện tích của hình thoi. Hình thoi có kích thước hai đường chéo là A và B thì diện tích sẽ bằng 1/2 nhân A nhân B, tức là 1/2 tích độ dài hai đường chéo. Như vậy trong trường hợp này thì diện tích của hình thoi sẽ là 1/2 nhân với 12 nhân với 16. Các em lấy 16 chia 2 bằng 8, 8 nhân 12 bằng 96. 96 cm² thì các em chọn đáp án D. Tiếp theo là các em sang phần 2 la mã tự luận. Bài 1. Các em tính nhanh nếu có thể. Câu E. Tính nhanh nếu có thể thì các bài này ở lớp dưới chúng ta gọi là tính bằng cách thuận tiện nhất, đúng không? Ở đây chúng ta nhận thấy này, 49 cộng với 51 nó bằng 100. Cho nên các em sẽ nhóm hai số này lại với nhau. 54 cộng với 46 cũng bằng 100. Các em sẽ nhóm hai số này lại với nhau, áp dụng tính chất kết hợp của phép cộng, được chưa? Rồi, nhóm thứ nhất cộng với nhau bằng 1000, nhóm thứ hai cộng với nhau bằng 2000, 1000 cộng 2000 bằng 3000. Câu B thì sao? Câu B tính trong ngoặc trước. Trong ngoặc thì tính lũy thừa trước, nhân chia rồi mới đến cộng trừ. 5 mũ 2 bằng 25, 2 mũ 3 bằng 8, được chưa? Sau đó mới đến nhân chia. 3 nhân 25 bằng 75, 4 nhân 8 bằng 32, 75 trừ 32 bằng 43, 80 trừ 43 bằng 37. Rồi câu C thì sao? Câu C, chỗ này có 39, chỗ này có 39, chỗ này có 39. Các em sẽ nghĩ ngay là đặt số 39 ra bên ngoài. Trước khi đặt thì các em phân tích số 39 thành 39 nhân 1. Rồi, thừa số chung ở đây là 39, đặt 39 ra bên ngoài. Thì bên trong là 65 cộng 36 trừ 1. 65 cộng 36 bằng 101, 101 trừ 1 bằng 100. 39 nhân với 100 thì bằng 3900. Bài 2 phần tự luận, tìm số tự nhiên x biết. Câu E, 96 trừ x bằng 52. À, x ở đây chính là số trừ. Muốn tìm số trừ, lấy số bị trừ trừ đi hiệu. Vậy x bằng 96 trừ 52 và bằng 44. Vậy các em kết luận là x bằng 44. Câu B. Câu B muốn tìm x thì trước hết là các em phải tìm 3 mũ x bằng bao nhiêu. 3 mũ x các em coi như là số hạng. Muốn tìm số hạng lấy tổng này trừ đi số hạng kia, tức là lấy 64 trừ 37 bằng 27. 3 mũ x bằng 27. Đến đây các em sẽ viết 27 dưới dạng lũy thừa cơ số 3, tức là 27 bằng 3 mũ mấy? À, 27 thì bằng 3 mũ 3. 3 mũ x bằng 3 mũ 3. Hai lũy thừa bằng nhau, cơ số bằng nhau thì suy ra số mũ bằng nhau, suy ra x bằng 3. Vậy các em kết luận là x bằng 3. Rồi câu C thì sao? Câu C thì trước hết là các em coi cả cái cụm này này. Cả cái cụm này nó là một số hạng. Mà số hạng thì bằng tổng này trừ đi số hạng kia này, tức là bằng 120 trừ 36 bằng 84. Đến đây thì các em coi cái cụm này là một tích. Trong đó 9 trừ x là một thừa số. Muốn tìm thừa số 9 trừ x, các em lấy tích là 84 chia cho số hạng kia. 84 chia 12 thì bằng 7. 9 trừ x bằng 7. X là số trừ, muốn tìm số trừ lấy số bị trừ trừ đi hiệu. X bằng 9 trừ 7 và x bằng 2. Rồi các em kết luận là x bằng 2.
Tiếp theo là các em sang bài 3 cho hình vẽ sau. Câu A là kể tên hình chữ nhật, hình thoi có trong hình. Rồi, các em dễ dàng nhận ra hình chữ nhật là hình ABCD. Hình thoi là hình EFGH. Câu B, biết độ dài AB bằng 6m, BC bằng 4m, tính diện tích hình chữ nhật và diện tích hình thoi. Trước hết là các em tính diện tích hình chữ nhật ABCD đã. AB bằng 6m tức là chiều dài bằng 6m, BC bằng 4m tức là chiều rộng bằng 4m. Như vậy diện tích của hình chữ nhật sẽ là 6 x 4 bằng 24m². Tiếp theo là các em tính diện tích của hình thoi EFGH. Để tính diện tích của hình thoi thì các em lấy 1/2 nhân với tích độ dài hai đường chéo. Độ dài đường chéo HF bằng chiều dài của hình chữ nhật tức là bằng 6m. Độ dài đường chéo EG bằng chiều rộng của hình chữ nhật tức là bằng 4m. Vậy diện tích của hình thoi là 1/2 nhân với tích độ dài hai đường chéo, tức là nhân với 6 nhân với 4. 6 x 4 bằng 24, 24 chia 2 bằng 12. 12m². Người ta muốn cuốn dây đèn nhấp nháy quanh một khung nhôm hình chữ nhật như hình vẽ trên với số đo của tứ giác ABCD. Có nghĩa là khung nhôm này có chiều dài là 6m và chiều rộng là 4m. Nếu mỗi mét dây đèn có giá là 50.000 đồng thì cần bao nhiêu tiền để cuốn hết khung nhôm đó? Muốn biết cần bao nhiêu tiền thì trước hết là các em phải tính xem là cái dây đèn này dài bao nhiêu mét. Dây đèn này quấn quanh khung nhôm hình chữ nhật ABCD. Muốn biết dây đèn dài bao nhiêu mét thì các em tìm chu vi của cái hình chữ nhật này. Được chưa? Chu vi của hình chữ nhật này chính là chiều dài của dây đèn. Vậy chu vi của khung nhôm hình chữ nhật là 6 cộng 4 nhân 2. Được chưa? Chu vi hình chữ nhật bằng chiều dài cộng với chiều rộng nhân với 2 và bằng 20m. Có nghĩa là dây đèn này nó dài 20m. Mỗi mét có giá là 50.000 đồng. Vậy số tiền cần để quấn hết khung nhôm đó là 50.000 nhân với 20. 50.000 nhân với 20 thì bằng bao nhiêu? Bằng 1 triệu. Đúng không? 1 triệu đồng. Rồi bài 4, cho biểu thức A bằng, chứng minh A chia hết cho 13. Rồi khi các em gặp dạng toán này thì các em lưu ý, chúng ta sẽ phân tích như sau. Chúng ta thấy biểu thức A nó có dạng là tổng của các lũy thừa, cụ thể đây là các lũy thừa cùng cơ số là 3. Cái số 1 này các em có thể hiểu là 3 mũ 0. Được chưa? 3 mũ 0. Chứng minh cái biểu thức này chia hết cho 13 thì các em phải nhóm. Ở đây các em hình dung là mình nhóm mấy cái số hạng này thì mình sẽ được tổng là một số chia hết cho 13. Nếu nhóm 1 cộng 3 nó bằng 4, 4 nó không chia hết cho 13. Nếu nhóm là 1 cộng 3 cộng 3 mũ 2 thì ta được là 13. 13 nó chia hết cho 13. Vậy các em sẽ nhóm 3 số hạng 1. Nhóm 3 số hạng 1 thì các em sẽ tính xem là sau khi nhóm thì nó có thừa ra cái số hạng nào không. Muốn biết có thừa hay không thì các em sẽ tính xem là ở đây có tất cả là bao nhiêu số hạng. Để thuận tiện thì các em coi số 1 này là 3 mũ 0. Các em tính xem là từ 0 cho đến 101 thì nó có tất cả là bao nhiêu số. Từ 0 cho đến 101 thì cách tính số số hạng như sau. Các em coi dãy số từ 0 cho đến 101 là dãy số cách đều, trong đó khoảng cách là 1. Như vậy số số hạng bằng số đầu cộng với số cuối chia cho khoảng cách và cộng với 1 thì nó bằng 102. Tức là từ 0 cho đến 101 thì có 102 số hạng. Hay nói cách khác là cái tổng này có tất cả là 102 số hạng. 102 có tổng các chữ số bằng 3
3 chia hết cho 3, cho nên 102 nó chia hết cho 3. Nói cách khác là chúng ta nhóm 3 số hạng một nhóm thì nó sẽ không dư ra số hạng nào, đúng không? Nó sẽ không dư ra số hạng nào. Vậy thì em sẽ nhóm như sau: 1 cộng 3 cộng 3 mũ 2 một nhóm. Rồi cứ như vậy sẽ đến là 3 mũ 3 cộng 3 mũ 4 cộng 3 mũ 5 cộng chấm 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 và cộng đến cuối cùng. Số hạng cuối cùng là 3 mũ 101 thì mình sẽ được nhóm cuối cùng là 3 mũ 99 cộng 3 mũ 100 cộng với 3 mũ 101. Được chưa? Đến đây chúng ta phân tích tiếp. 1 cộng 3 cộng 3 mũ 2. Rồi cái nhóm thứ hai này muốn nó xuất hiện 1 cộng 3 cộng 3 mũ 2 thì các em phải đặt 3 mũ 3 ra bên ngoài. Thì trong sẽ còn lại là 3 mũ 3 nhân 1 bằng 3 mũ 3. 3 mũ 3 nhân với 3 thì bằng 3 mũ 4. 3 mũ 3 nhân 3 mũ 2 bằng 3 mũ 5. Có đúng là bên trong còn lại là 1 cộng 3 cộng 3 mũ 2 không? Rồi tương tự cộng chấm chấm cộng với. Ở đây chúng ta phải đặt số mũ thấp nhất ra bên ngoài, 3 mũ 99 ra bên ngoài. Thì trong còn lại là 1 cộng 3 cộng 3 mũ 2. Rồi. Chỗ này ta được là 13 nhân 1. Các em có thể viết là 1 nhân 13 cộng với 3 mũ 3 nhân 13 cộng với chấm 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 cộng với 3 mũ 99 nhân 13. Đến đây số 13 chung các em đặt ra bên ngoài. Vậy bên trong còn lại là 1 cộng 3 mũ 3 cộng chấm chấm cộng đến cộng đến 3 mũ 99. Thì cái tích này nó có một thừa số, nó chia hết cho 13. 13 chia hết cho 13 thì suy ra cái tích này nó chia hết cho 13. Vậy các em kết luận là A chia hết cho 13. Các em nhớ nha, tích mà có một thừa số chia hết cho 13 thì cái tích đó nó chia hết cho 13. Rồi để nhận được nhiều video giải các đề thi của các trường, các video học toán lớp 6 thì các em có thể tham gia nhóm Zalo bằng cách là quét mã QR ở đầu video. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc các em học tốt.